Đi ra đây quay trực thăng. Tôi đang ở bãi đỗ trực thăng ở bến cảng Thuần Châu nhá. Các bác phi công đang đổ xăng. Em ơi đầy bình nhá. Đây là trực thăng nhá, chuẩn bị cất cánh. Tôi đi ra bến cảng đi cả muộn. Tôi đã có mặt ở bến cảng Tuần Châu nhé. Do là ngày lễ thì tôi có đặt vé trước ở trên mạng, thì họ hẹn tí ra bến cảng thì họ đưa vé cho thôi, không phải mua vé ở đây bình thường đi. Nếu mà các bạn không đặt vé ở trên mạng thì sẽ vào đây để mua vé. Đây là lối đi ra cảng. Hai bên này bán bao nhiêu đồ lưu niệm. Ai muốn mua đồ lưu niệm thì có thể mua ở đây nhé. Trước mắt các bạn xa xa kia có thể nhìn thấy các du thuyền đang đậu để đợi khách lên. Hôm nay là ngày lễ nhưng mà vào mùa dịch thì cũng không đông người lắm. Bây giờ rơi khoảng 12 giờ trưa rồi. Đông khách là hôm nay cũng không thể đi sớm được. Đấy, sau khi nhận được vé thì mình sẽ đợi ở đây để đợi hướng dẫn viên sắp xếp đủ người thì là sẽ đi nhé. Đấy, sau khi đủ người thì sẽ đi theo anh mặc áo màu xanh. Cả đoàn này, đoàn hôm nay của mình đây, đoàn của mình đi cùng chứ không phải đoàn nhà mình. Mình đi có hai người thôi. Trước khi ra bến tàu thì các bạn sẽ phải qua một trạm kiểm soát. Các bạn lưu ý khi đi qua đây thì tất cả những đồ sản phẩm được bằng nhựa sử dụng một lần thì sẽ phải bỏ lại ở đây nhé, không được mang lên theo tàu để tránh tình trạng ô nhiễm biển. Những cái chiếc vỏ chai khi mà uống xong thì có thể rơi xuống biển làm ô nhiễm môi trường biển ở đây. Thì các bạn muốn mang nước lọc thì sẽ mang vào một chai bằng sứ cũng được, hoặc là lên trên thuyền thì họ lên trên tàu thì họ sẽ bán. Qua đây thì các bạn đưa vé và họ sẽ bấm một lỗ nhé. Qua mỗi một điểm thì sẽ bấm một lỗ. Mình sẽ đi tour 6 tiếng, sẽ được đi thăm vịnh, rồi đi thăm hang Sửng Sốt, rồi chiều tối thì ra bãi tắm Tiếp Tốt. Bạn nào đi vịnh mà chọn được ngày trời không nắng thì sẽ đẹp hơn.
đi vịnh như hôm nay nắng thì ăn trưa xong mình muốn lên boong tàu mình ngồi ngắm vịnh thì nắng không ngồi lâu được, nó là trời mát thì ngồi lên thì sẽ mát hơn, ngắm được lâu hơn. Hôm nay mình đi thì đi loại tàu rẻ tiền thôi thì nó sẽ không đẹp bằng tàu 5 sao, tàu 4 sao, tàu 5 sao. Ngày lễ này mà đặt mà có tàu đi là tốt rồi, nhưng mà muốn chắc chắn thì các bạn nên đặt trước từ 1 đến 2 tháng. Tốt nhất thì tầm 1 tháng thì các bạn đặt, người ta sắp xếp chỗ. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tàu bắt đầu xuất phát nhé. Đấy, các bạn nhìn phía xa xa nhìn thấy gì không? Đấy, thủy phi cơ nhá, ở giữa màn hình vừa nãy quay đấy là thủy phi cơ. Mệt quá, bây giờ nó mát trời nên boong tàu tranh thủ hóng gió một tí. Nhìn núi hoành tráng không, rêu phong nhìn như kiểu là trong bức tranh tranh sơn dầu. Có biển báo đàng hoàng nhé. Sau khi ăn trưa xong thì trên tuyến thăm vịnh thì chúng tôi có dừng lại ở hang Sửng Sốt. Vào đây thì cũng các bạn nhớ giữ cái vé mà đấy người ta đưa phát cho mình nha. Cái vé ấy thì đi qua mỗi điểm tham quan thì họ sẽ bấm một cái lỗ. Đằng trước có hai bạn trẻ đi chơi rất là xinh. Đi vào hang này mà nhiều trẻ con nó đi hơi vất đấy, leo trèo nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, trên đường lên hang động thì có những cái điểm để các bạn check in này. Đấy, vừa nay đi qua vào trong động thì không có sóng, mà hai nữa là ở trong động thì ánh sáng kém nên tôi không quay được. Thì tôi đã trở về, sau khi trở về nghỉ ngơi thì trước mắt các bạn là đảo Tip Top. Cái đảo này thì do một cái ông người nước ngoài, ông tên là Tip Top, ông tìm ra. Đấy, tôi chỉ nhớ như thế thôi, và không biết là ông tìm ra kiểu gì, chắc là ông đi thám hiểm. Đây là ngày lễ mà có dịch nhá, nếu mà không có dịch đông nghịt luôn. Đấy, bài tắm này tôi nó phát quẩn tôi đây mát không, giờ này tầm chiều chiều rồi. Sau khi chơi ở Tip Top thì mình không có tắm, thì bây giờ là đang trên đường về. Về đến nơi chắc tối. Từ đảo Tuần Châu này đi sang Bay Cháy thì cũng khoảng 12 cây nhá, 12 cây số. Rời khỏi tàu thì mình đi về thành phố. Tạm biệt nha. Kiếm cái gì ăn thôi.